quý các bạn đến với súp lơ bóng đá để chúng ta cùng theo dõi trận đấu giao hữu đây đặc biệt trước thêm giải bóng đá Sài Gòn Super League Tafa Cup năm 2024 trước mắt mình nhỏ của chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa SLFC và tình 38 FC bóng đôi chân của Chí Torres tình huống chuyển đổi trạng thái luôn chuyển bóng hay không hề có lối vượt vị phản công dành cho SL đây là goal cô... rất nhanh rất nhanh ấy họ đã có một cơ hội phản công từ một đường truyền của chí torres và không ai khác người xương lính ở trong bàn thắng vừa rồi đó chính là lâm bụi cầu thủ số 22 một không dành cho sl giá trị của những cầu thủ sl ngày hôm nay họ sẽ khẳng định trước một giải đấu một lời khẳng định đanh thép trước chân tình ba lẻ fc ngay khi mà những phút đầu tiên của hiệp một và chúng ta cũng đã được nhìn thấy ở điều này Chắc chắn sẽ là những bất ngờ ở phía sau nữa Cầu thủ mang chiếc áo cao nhất Ở trong đội hình của các thủ bên phía SL Rất nguy hiểm Và... Khoảnh khắc đã đến ngay tức khắc Khi mà chúng ta lại được nhìn thấy những cầu thủ của SL họ thoải mái di chuyển trạng thái của họ di chuyển thoải mái để luân chuyển và minh tuyến là người đã mở tài khoản vào lưới của các cầu thủ trận tình 308 lần thứ hai và hay không dành cho sl bộ đội tiền đạo của sl đang thoải mái để hoạt động ở tầm cao một sự điều chỉnh hoàn hảo cuối cùng cơ hội. chưa thể có bàn thắng thứ ba và đó là pha bảo lỡ rất tiếc nuối của chí torres không thể thi nổi là ở cự ly khoảng hơn 5 mét Chí lại có thể thực hiện một pha cứ lòng đi lên trời Đến thật sự là tiếc nuối như vậy Lại là những pha thoát vào trung lộ Lâm Bụi đang rất giống với hình ảnh một thời của gian tan cầu thủ người thiêu điển Với mái tóc buộc lại đằng sau Chí Tu Không hề có lỗi vị Vâng cách tiếp cận khung thành của đối phương rất bài bản của Minh Tuyến và cầu thủ số 13 đã ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Tỷ số đang lên thành 3 không dành cho SL. Một điều đơn giản ngày hôm nay tưởng chừng như nó sẽ là một khó khăn cho SL. Nhưng điều đó không phải, không phải vậy. Họ đang thoải mái. Họ đang chơi với một sự tự tin nhất định. Cú đúp bàn thắng của cầu thủ số 13 Minh Tuyến và khi mà đã có bàn thắng thứ hai thì cầu thủ thế nào số 13 này đã rời sân và để lại vị trí cho người đội của mình nhưng bây giờ quay trở lại với các cầu thủ trận tình 308 sẽ là cơ hội phản công hùng chua quả tạt của hùng chua tung cốc tung cốc vâng Chân Tinh 308 FC không phải là một đội bóng dễ có thể bị hạ gục ở bất cứ một trận cầu nào cả. Vừa rồi là một pha xâm nhập vào trước vào cấm của đối phương và tung cốc đã tạo ra một điều bất ngờ. Anh đã đi bóng như chỗ không người vậy. Anh đã đi bóng như chỗ không người vậy. Một pha xâm nhập vòng cấm và sau đó thì tình huống xử lý bóng hoàn hảo của Thương Cốc đã mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số cho các thủ Trần tình 308 FC. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho Trần tình 308 FC. Hay một trận đấu đầy ý nghĩa. Và những thông điệp này nó đang lan tỏa đến quý vị khán giả không phải là chỉ riêng một trận cầu mà đó là cách mà họ đang phô diễn xin chào tất cả quý vị khán giả xin gửi lời chào tới nam ca sĩ Khánh Trung cũng đang theo dõi trận đấu này trên môi nhỏ của chúng tôi. Nhưng ngày hôm nay thì theo như chia sẻ chính xác của Phúc Trần thì Khánh Trung không có mặt. Chí Tô Chicharros, 4-1 dành cho SLSC. Lần này không có cớ gì Chicharros lại không mang về niềm vui cho những người điều đội của mình với một tình huống xỉn bóng ngoan hảo và đẳng cấp. Chúng ta nhìn thấy gương mặt khái của Chicharros, cầu thủ năm nay mới 19 tuổi 2 tháng 4 ngày. Anh là một mục tiêu lớn nhất của SL ở trong giải bóng đá Sài Gòn Super League Tam Ha Cup năm 2024. Cơ hội thứ hai dành cho Chí Torres Với những kiến tạo thật sự là đẳng cấp Và lần này anh đã ghi bàn Nếu như bỏ lỡ thì chắc chắn rằng bóng mạnh Tony Sẽ phải xem lại bản hợp đồng bom tấn này Nhưng anh đã không để điều này xảy ra Và tỷ số đưa lên thành 4-1 nhưng đội bóng trên thì 8 họ là một trong những đại diện có thể nổi khung bất cứ lúc nào pha khóa người hay Chúng ta sẽ được nhìn thấy điều gì đây Không vào Cú đá ngoạn mục và suýt chút nữa thì Thủ môn của SL Đã phải vào lưới để nhặt bóng Nguyên Phạm lúc này vẫn đang có mặt ở trong sân Và anh đang cố gắng để giữ một vai trò quan trọng ở trong màu áo của các cầu thủ bên phía trận tình 308 một trong những thử thách rất lớn đối với người gác đền của đội bóng SSL để tạo ra khoảng trống để thực hiện những tình huống đập nhà đối với chương trình 308 thì chắc chắn là nhiều những quý khán giả họ đều hiểu tùng cốc tùng cốc không bao vẫn có ngoài trâm không ai khác là tùng cốc nhưng bóng bật ra anh Cường lại là người đã mở tài khoản vào lưới của SL. Tôi đã nói và phân tích về trận tình 308 FC. Họ có thể nổi khung bất cứ lúc nào. Họ có thể tạo ra những điều đặc biệt và vừa rồi. Thì chúng ta đã nhìn thấy miếng đánh trung lộ của họ thật sự là hoàn hảo. Khi mà Bảo Hạnh đã tự tin rằng đội bóng của tôi sẽ không thất bại với một tỷ số quá lớn đến như vậy. Tùng Cóc là người lại chuyên cảm hứng và anh Cường là người đã ghi bàn thắng thứ hai cho các thủ Trần Thịnh 308. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 24 cho các thủ Trần Thịnh 308 FC. Cần để nghỉ ngơi. Để chắc chắn rằng hiệp 2 sẽ tiếp tục vào sân để cùng với những người đội đội của mình thi đấu phát hợp nhà hay. Được trở lại là của Chí Thuất Đất dứt điểm ngay. Vô! Các cầu thủ của LL họ cũng có thể khung lên bất cứ lúc nào cả. Và vừa rồi thì chúng ta đã được nhìn thấy bàn thắng của Quý Khùng Với một pha đập nhà có thể nói là bài bản lại một lần nữa Thì người kiến tạo lại là Chí Torres Một đội anh bản sao của Fernando Torres Rất điển trai Bầu Hạnh Cùng với những người đồng đội của mình Ngày hôm đó thì Bầu Hạnh đã chơi xuyên suốt cả 80 phút Phạ thuật và xuyên ngã Vâng số rút ngắn xuống còn 3 năm cho các thủ chơi tình 308 FC. Máy quét tung cốc. Máy quét tung cốc. Và đó là tài khoản cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên mà chơi tình 308 họ đã ghi vào lưới của SLFC Tung cốc group một thắng hình ảnh cuối cùng của 1 cũng đã khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Trưởng Mạnh Tony lúc này sẽ là một trong những sự chủ đạo ở trên hàng công của các thủ SL. Ở hiệp 2 này thì nguy hiểm cơ hội dành cho Trần tình ba lẻ fc họ đã nổi nóng thật sự ở trong hiệp thi đấu thứ hai này khi mà tiếng còi của trọng tài chính vang lên thì Trần tình ba fc họ đã chơi pressing tầm cao và anh cường lại là cái tên ghi bàn thắng thứ tư cho đội bóng Trần tình ba fc tỷ số rút ngắn xuống còn lại là bốn năm dành cho cho tình ba lẻ tám fc cú đúp bàn thắng của anh cường rất đánh thép là ngày hôm nay anh sẽ tạo ra một siêu phẩm và để có hai like hoàn hảo cố vô... năm đều tung cốc hát chiếc bàn thắng mở màn ra cho một điều thật sự là quái dị và cúp sẽ là một điều gì đặc biệt không không hề có lỗi vị cơ hội dành cho SL phá luôn chuyển bóng mạnh to đi mạnh to siêu sáu năm cho các cầu thủ SL FC một pha luôn chuyển bóng từ một vị trí mà chúng ta phải nói là quá đơn độc đòn hồi mã thương của các thủ LL và họ không thể nhìn được một trong những cơn thèm khát bàn thắng mà họ đã tạo ra ở trong hiệp thi đấu đầu tiên và vừa rồi là Mạnh Tony dấu cho màn ăn mừng siêu của Mạnh Tony mới chỉ tập cách đây khoảng độ hai ngày mà thôi Nhật Long tạo ra một siêu phẩm hay là như thế nào đang đường chuyền rồi đây rồi. Nhất Long nhưng vẫn còn. Mạnh Tony đi, Mạnh Tony đi. Mạnh Tony chưa thể có cú đúp bàn thắng và sự tiếc nuối vô bờ mà chúng ta nhìn thấy ở những tình huống mà Mạnh Tony đã làm anh là một trong những cầu thủ có thể tạo ra những cảm xúc về những pha bỏ lỡ thoải mái. Các cầu thủ SL họ đang có tâm trạng thoải mái việt vị mất rồi việt vị rồi khát khao để ghi bàn nhưng tiền đạo mạch tony đã cố giải thích với trọng tài viên rằng tôi không hề việt vị nhưng điều đó là vô nghĩa cho những gì mà chúng ta nhìn thấy ở hình ảnh của mạch tony nhất long đã chuyền bóng nhưng mạch tony đã di chuyển sớm khi xem lại thì rõ ràng là hơn một nửa người của mạch tony đã di chuyển quá so với chai bóng một cái tên mà thật sự đúng với cái nghĩa của anh anh đã khủng ở trong khi một và đã có bàn thắng nhật long không có đơn vị nhật long không vào hơn 4 tháng rồi nhật long chẳng hề ghi bàn và cơ hội đã đến 10 10 với nhật long cầu thủ số 90 mươi mạch đi thì lại tiếc nuối cho nhật long Ừ. Phúc Trần được ví là cơn lốc biên của trận tình 308 FC dứt điểm ngay. Sự lợi hại của Tùng Cốc. Vẫn đang là các thủ trận tình 308 FC. Bóng bóng đối trưởng của trận tình 308 có bóng. Đây là cơ hội không bố. À, không phải là hiệp 1 nữa mà đó là hiệp thi đấu thứ hai. Cách biệt chỉ còn lại là một bàn mà thôi không bố. Messi Đức Cây duyên ghi bàn của chân tình 308 FC Vừa rồi anh đã bỏ lỡ Phúc Trần Phúc Trần Dứt điểm ngay Không vào Bóng đi lên chơi Rất tiếc không thể tin nổi là một trong những cầu thủ chuyên đánh biên luôn chuyển bóng thoải mái để chỉnh sửa nhưng phúc chân lại thực hiện cú bung chân đi lên trời messi đức phạt thoát phát sinh tốt không hề có lối việt vị đây là hùng chua được truyền dành cho cầu thủ số 10 phúc chân không thể tin nổi cơ hội pha đảo chân rất hay chân trái không vào vẫn còn vẫn không vào thì anh đã nói rằng trận này nếu như tỷ số không là 6 đều thì hai đội bóng này sẽ đá đến tận 1 giờ chiều một chia sẻ có thể nói là quá khủng với cái tên của anh pha độc nhã sáu đều hai cầu thủ trẻ trong thuộc biên chế của các cầu thủ chân tình ba lẻ tám fc đó chính là anh kiệt người cũng đã mở tài khoản vào lưới của ln sáu đều cuối cùng không khác gì một nhà thiên tri cả anh tiên tri quá khùng về điều này anh muốn cho chân tình ba lẻ tám fc cũng có được bàn thắng để gỡ hòa và nhiều bất ngờ ở những phút còn lại sẽ diễn ra hay hơn trọng tài chính cũng đã nhìn đồng hồ nguy hiểm suýt chút nữa thì câu chuyện đó đã rẽ sang một bên và đúng lúc này thì trọng tài nhập tịch người nhật bản đã cắt còi tỷ số của trận đấu giao hữu đặc biệt buổi sáng ngày hôm nay tại sân đồng hóm tỷ số điên rồ ở trước bảng điện tử của chúng tôi sáu đều kết quả chấp nhận được Edder và chương trình 308 họ đã để lại một trong những cảm xúc đầy ý nghĩa